Thiếu tá Ngô Văn Tuyển là giảng viên chuyên ngành đặc công nước, một chuyên ngành đặc thù yêu cầu học viên có tố chất và sức khỏe đặc biệt, nên đồng chí hiểu rõ những khó khăn mà bộ đội gặp phải trong quá trình huấn luyện. Do vậy, khi lên lớp, đồng chí tổ chức bài giảng với nhịp độ tăng dần, đảm bảo đủ quy trình huấn luyện. Đồng chí đã từng nghiên cứu cho ra đời ống thở chống sặc và được các chiến đấu viên sử dụng khi xuống nước. Nếu mà được phân công huấn luyện một nội dung nào đấy thì trước hết là mình phải nghiên cứu kỹ về đối tượng, sau đó là làm tốt về công tác chuẩn bị, đặc biệt là nghiên cứu về tài liệu. Bây giờ trong quá trình huấn luyện thì để sát với thực tế chiến đấu thì ta phải vận dụng tốt, đưa các cái kinh nghiệm chiến đấu vào trong quá trình giảng dạy và lồng ghép. Ngoài sức khỏe, sự bền bỉ, tinh thần chịu đựng khó khăn gian khổ, các giảng viên nhà trường còn nắm chắc phương pháp tổ chức huấn luyện, chú trọng hướng dẫn phương pháp, uốn nắn thao tác kỹ chiến thuật cho từng học viên, để các học viên có thể đảm đương nhiệm vụ sau khi ra trường. Điều đáng tôi tự hào nhất về binh chủng, thứ nhất về kỹ chiến thuật đặc công thì tinh thông, và võ thuật thì điêu luyện, thể lực bền bỉ, dẻo dai. Ba yếu tố đó để giúp phần có phần tạo lên một người chiến sĩ đặc công. Vì vậy tôi cần rèn luyện đầy đủ các bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng, các kỹ chiến thuật đặc công, rèn luyện võ thuật và thể lực. Nhà trường đã có rất nhiều những cái nội dung biện pháp để thực hiện cái nhiệm vụ này. Trước hết là việc rà soát lại tất cả chương trình kế hoạch đào tạo để tăng cái thời lượng huấn luyện ngoài thực tế thao trường và huấn luyện đêm. Mà cụ thể đã nói đến là cán bộ chiến sĩ đặc công, đó là đầu trần chân đất, chân trần ý thép. Trường sĩ quan đặc công cũng đã đầu tư thêm kinh phí để cải tạo, nâng cấp các giảng đường thao trường ngày càng sát thực tế. Trang thiết bị phục vụ huấn luyện càng đảm bảo, sẽ là cơ sở tốt để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng đặc công tinh nhuệ của quân đội trong thời gian tới.